Có nơi đâu trên trái đất này một dân tộc chịu muôn vàn đắng cay, chịu nô dịch ngàn năm quân phương Bắc, vượt trăm năm kiên cường đánh giặc, giành độc lập tự do, tỏa sáng một Việt Nam. Có nơi đâu trên trái đất này có một người chịu muôn vàn đắng cay, có một người không ăn bao năm mà vẫn sống, có một người mang trái tim lớn rộng tỏa ấm tình thương như biển Thái Bình Dương. Người là ánh sáng niềm tin Vũ Thị Hoa, người là Phật Pháp siêu nhiên bình dị Vũ Thị Hoa, dáng bàn tay nhỏ năng lượng vô biên, ánh nhìn sâu tỏ quá khứ vì lai. Người về mở lối bình an, người về mở lối đường tu, sống nghĩa nhân tâm đức làm đầu, sống nghĩa nhân tâm đức làm đâu trên trái đất này một dân tộc chịu muôn vàn đắng cay, chịu nô dịch ngàn năm quân phương Bắc, vượt trăm năm kiên cường đánh giặc, giành độc lập tự do, tỏa sáng một Việt Nam. Có nơi đâu trên trái đất này có một người chịu muôn vàn đắng cay, có một người không ăn bao năm mà vẫn sống, có một người mang trái tim lớn rộng tỏa ấm tình thương như biển Thái Bình Dương. Người là ánh sáng niềm tin, người là Phật Pháp siêu nhiên bình dị Vũ Thị Hoa, giang bàn tay nhỏ năng lượng vô biên, ánh nhìn sâu tỏ quá khứ vì lai. Người về mở lối bình an, người về mở lối đường tu, sống nghĩa nhân tâm đức làm đầu, sống nghĩa nhân tâm đức làm người. Người về mở lối bình an, người về mở lối đường tu, sống nghĩa nhân tâm đức làm đầu, sống nghĩa nhân tâm đức. Mọi người nghe thầy nói rồi, các nơi thì hết
tâm vào đâu ta cứ ở một chỗ, một chỗ kia trong tâm mình hết. Nhưng có chỗ thực sự có khi mình bị thế. Thế cho nên là mọi người tại sao đi cùng với cô mà suốt cả bao nhiêu năm rồi, suốt từ Nam ra Bắc, từ chùa to đến chùa nhỏ, chùa nào không bao giờ cô đến. Tất cả ở đâu, kể cả ở Linh Bình hay tất cả nơi nào không đến. Cô chỉ có âm thầm, trước đây có cô bác Thu, là cứ mỗi một năm là chị cô và bác Thu cứ âm thầm bay lên đúng không? Nhiều lần chị Năm mua hộ vé cô còn gì nữa. Là có năm thì cô đi, có năm thì ô tô. Còn trước kia là chưa, cô chưa, từ năm 2001 chưa đi thì cô cũng lên đây. Thời gian cô ốm đau cô cũng lên đây. Đấy, cô mỗi mà ngày đấy là nó ở đây là không phải là cái miếu đâu, chỉ có một cái ang ang mà người ta chỉ mỗi một cái ang không thôi, cũng là dân tình ở đây người ta thấy nhiều cái là che chở đây, thắp hương đây thôi chứ không gì cả. Còn cây bồ đề là che chở rất nhiều, kể cả những người dân bình thường, mưa to gió lớn sấm sét tuần vào đây hết, tránh mưa tránh gió các kiểu tuần vào cây bồ đề hết. Thế nên là thực sự cây bồ đề nếu mà bây giờ mà không hỏi địa bàn dân bản xứ gốc ở đây, người ta nói cho cái lịch sử cây bồ đề này là như thế nào, giờ cô không nói hết. Cây bồ đề mấy trăm năm rồi, không phải là ít gì đâu. Thế cho nên là tại sao là cô dẫn hôm nay lên đến đây cũng nói mong muốn nhất là đấy là cái sự bao nhiêu năm rồi cô và bác Thu là như vậy. Còn cái long ngoái tại sao là không đi được là như thế này, chính bác Thu là người phạm pháp vào cái cây bồ đề cực kỳ luôn. Tức là tại sao bác như vậy, vào cái thời điểm mà đầu năm ấy là cô và bác Thu là em và anh phải đi, nếu anh không đi được thì phải là trong tháng 7 đi, chính anh ấy không đi. Ông ấy nói là bác ấy nói là nếu như đi bây giờ ấy thôi để lúc nào đi chứ năm nào em cũng lên đấy, thì năm nào em lên đấy em cũng phân đức, năm nào em lên thì đấy chính bác Thu là như vậy. Thế là cô cũng nói điều gì ra. Thế là đợt này là chính cô nói luôn, bác Thu bác cũng nói luôn một lần mà bác đến, bác đến với cô bác cũng tất nhiên đây này bác Thu bác ấy là người du ra đây em ạ. Đấy, cô hàng năm là cô và bác Thu đều lên cây bồ đề này, có nhiều cái lịch sử. Và chính bác Thu năm ngoái tại sao mà bác Thu đi thì năm nay thì đấy bác gọi lại như vậy. Thì hôm vừa rồi bác cũng tự bác đến đó, bác đến thì bác cũng có cái nhiều cái thì bác cũng ăn năn hối cải. Bác đã lỗi với cô là bác cũng nói là này, bác không may là bác bị coi như là bác bị vận chuyển hai con rắn như vậy thì bác không biết. Thế bây giờ là bác nữ cũng ở đây với cô bao năm, thế nhưng mà mỗi năm hàng năm là vẫn đi lễ lên trên Điện Biên để lễ cái bộ đề, nhưng mà thực sự ra là không đi được. Năm ngoái anh có nhiều cái anh về mỗi một lần anh nằm xuống là anh thấy anh có tội quá, anh cãi em nhiều lần là không đi được lên đây thắp hương cây bồ đề. Thì thôi năm nay thì cho anh xin trong hối là những cái gì mà anh bị thằng Kiên ấy với lại một số công an ở tỉnh Vĩnh Phúc người ta cứ ép buộc anh là nói sai đổ tội cho em, nói những cái điều đặt điều cho em là làm cái nọ làm cái kia, thế thôi để cho anh xin sám hối, anh tạ lỗi. Thế thì cô nghĩ là tâm cô thì tâm Phật, tâm mình thì là mình không có chấp cái gì cả. Thì bác nói như thế thì cũng tình cảm thì thôi, mình nghĩ rằng là thôi thì bác nói thế thì thôi cố gắng kệ bác thì cho bác đấy. Thì bác bảo thôi đợt này thì anh có chết một lần được, biết được là anh bây giờ là vì công việc của anh là vẫn vướng hai con rắn mà anh chưa xong, mà bây giờ là đợt này anh cũng nhờ cả bác luật sư để bác giúp cô giúp anh. Thì đợt này em cố gắng em đi Điện Biên để cho anh đi với, cho anh đi với để nên thắp hương cây bồ đề. Thì anh cũng tạ lỗi cây bồ đề bao nhiêu năm anh với em mỗi một năm là mới lên đây là nên vừa tâm đức vừa cũng thắp hương. Mà năm ngoái anh có não muội với em nhiều cái anh không đi được, thì năm nay cho anh xin đi. Thì cô thấy thế thì cô bảo thôi đi. Nguyện vọng của cô là đi tháng 3, mỗi năm là cô toàn đi tháng 3, anh nhỉ? Toàn đi tháng 3 thôi. Để trước cái cứ lúc năm nào cô cũng phải đi ở tháng 3. Đến năm nay thì vẫn còn vào tháng Phật thì thôi. Thì tất cả anh em chị em này, cô thì cô cũng có mê tín dị đoan gì đâu nhá. Cái thứ hai là cô không đưa con người là phải đi theo cô ở đây là linh thiêng lắm, cô không nói.
Nhưng đây là cô đang nói sự tích của cây Bồ Đề. Cô rất có duyên nhưng cô không thể nói ra được. Phải hiểu cho cô. Và thứ hai là cô và bác Thu rất có duyên với cây Bồ Đề này. Đấy là cô nói luôn. Mà hàng năm từ ngày bác Thu quen cô cho đến bây giờ là không có năm nào là bọn cô không đi cả. Đấy, chỉ có mỗi năm ngoái là cô không đi được. Là năm ngoái là vì lý do là cô cũng bảo bác Thu, thì bác Thu cũng nói với cô là mọi năm em với cô anh là ngày năm nào cũng lên rồi, mà lên đây là em phải chia ra các chùa chứ, chùa nào bác thì chỉ giúp vào cô đây này, chùa nào cũng phải. Thế bây giờ em cứ ở đâu cũng được, em sau lúc nào em thích đi lên Điện Biên để em không lên cây Bồ Đề. Thì chính vì cây là bác Thu không đi được. Và em ạ, thế thì ôi tháng 3 không đi được thì tháng 7, tháng 8 mình đi nhé. Tháng 7, tháng 8 thì bác Thu là cũng không đi được vì cô đi đâu ấy. Thì thời từ ngày mà có cái duyên cái Bồ Đề này rồi thì cô bác Thu cứ ra công là lên đây thôi. Thế năm ngoái là bác không đi được thì năm nay là bác đi được. Thì thôi cô với bác Thu xin nhập hội em với anh gái kiểu đó. Ra đây mái chứ không thể hay là đứa. Cách đây là mấy năm là có một bà kẻ rơi một người đấy thoát má. Thế nên là gốc cây Bồ Đề này mà trước khi ở đây là còn 3 ngày ở đây. Nên là cô cũng dám nói những cái điều gì ở đây ra. Giữa cây Bồ Đề này che chở bao nhiêu những anh bộ đội ngày xưa ấy. Cho nên là các anh muốn tìm hiểu thì đi vào trong làng bản Thái thì người kể cho, và hai nữa người ta kể lịch sử đây cho. Đấy rất là tại sao hôm nay cô đã nói với mọi người này, cô đi suốt từ Nam ra Bắc, cô không có đi tâm tức cứ biết cái gì ở cái chùa nào mà cô không hỏa đấy mà ma đi với cô biết. Chứ tại sao chùa ở trên này là hàng năm cô là từ năm cô chưa đi làm tâm đức, cô đã từ năm 2005 là đủ đi làm mỗi năm là cô bay lên đây một lần. Lúc đó là chưa có chùa là cô đều thắp hương cây Bồ Đề này. Mà cô cũng nói thực cô chưa kể hết đâu. Cô cũng thoát lạn khỏi nạn khỏi nạn hạn cũng là từ cái Bồ Đề này, cũng là đợt cô ốm nhất đấy.